Vợ con được ơn gì của Chúa? Con kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Teresa Trần Thị Nhẫn. Đây, bé của con là được ơn lòng thương xót của Chúa. Khi con mang thai bé thì lúc nào đi khám bác sĩ cũng bảo thai yếu với lại động thai. Xong rồi lúc đến lúc sanh bé thì con khó sanh, bác sĩ kêu là mổ đi. Xong con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì Chúa đã ban cho con sinh thường. Dạ. Sinh ra nó tên là gì? Dạ, bé tên là Gioan Nguyễn Hoàng Thiên Ân ạ. Được 5 tháng rưỡi ạ. Vâng, đây là Thiên Ân được 5 tháng rưỡi. Một đứa bé mà lúc mang thai bác sĩ cứ bảo là bỏ đi, cứ bảo là không ăn thua gì cả. Thưa anh chị em, rất nhiều người lúc này, đây nó đang nhìn. Đây. Đây, làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà lúc mang thai, trong lúc mà khó khăn thử thách nhất, rất nhiều người mẹ đến đây khóc lóc vì cứ cha ơi thai nhi con có vấn đề, cha ơi thai nhi con bị đau, cha ơi bác sĩ bảo bỏ đi. Rất nhiều người đã đến đây và kêu như thế đó, nhưng mà họ đã được sinh ra những đứa con mạnh khỏe như thế này, như chúng ta đã nghe rất nhiều người làm chứng. Ai giới thiệu con đến đây để con được ơn như thế này? Con biết đến lòng thương xót của Chúa thì cũng lâu rồi, từ ngày trước cha đến nhà thờ Chí Hòa với lại về nhà thờ Tân Đông ạ. Còn chờ cha về bắt đầu về nhà bè này thì con cũng đi, xong rồi về nhà thờ Trung Bắc với lại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là con cũng đi ở đấy ạ. Dạ. Rồi, cho con gửi tặng con một cái quạt nha, để con, hôm nay là ngày thứ bảy, nhờ mẹ đến với Chúa của những người mẹ biết thương yêu những đứa con của mình nha. Đây, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con,